Bố mẹ đi làm xa gọi ông không nghe máy, lo lắng check cam thì thấy cảnh tượng đáng yêu. Theo đó, thông qua camera, người mẹ đã không khỏi tan chảy khi bất ngờ nhìn thấy khoảnh khắc ông đứng một bên, cháu đứng một bên. Hai ông cháu cùng nghe nhạc, cùng múa hát nhịp nhàng với nhau. Do hoàn cảnh đẩy đưa nên hai vợ chồng đành phải xa con và gửi con lại cho ông bà nội ở quê trông giữ. Thế nhưng khi người mẹ gọi điện về hỏi thăm thì lại không thấy ai bắt máy. Lo lắng trong lòng, người mẹ vội vàng check cam thì chợt thấy cảnh tượng vui đùa của ông và cháu. Ông nội không chỉ dành thời gian để chơi đùa với cháu mà còn dạy cho đứa cháu thơ những động tác múa hát vỡ lòng. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng bất giác mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy một già một trẻ bỏ hết những thú vui điện thoại thông thường để dành cho nhau những khoảng thời gian vô cùng quý báu. Một số bình luận được mọi người để lại: nhìn hai ông cháu múa ca với nhau sao mà đáng yêu thế, ông nội 10 điểm luôn, không có nhưng. Ba mình chăm bé mình lúc 5 tháng đến 18 tháng mới cho đi học, bây giờ đang chăm con của em trai mình, cũng từ hồi 6 tháng tới nay cũng được 17 tháng rồi, thương không sao tả hết được. Bố mẹ mình trông cả cháu nội cháu ngoại từ lúc lọt lòng cho đến giờ cháu ngoại đã học đại học, vẫn cứ chăm cháu như chăm trứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.